bác ở đâu bác nhỉ? Mày vang cả tao rồi, năm ngoái đấy bọn sập ấy, không nhớ quên biết là Đỗ Sơn. À Đỗ Sơn à? Vâng. Bác có tên là gì nhỉ? Bác Lân. Vâng, hiện tại là buổi sáng ngày mùng 3 của tháng 1 năm 2021. Vâng, chúng em vừa hoàn thiện xong một bộ trường kỷ hàng khủng luôn, dày, siêu vip, chất liệu bộ gỗ lim phanh, và của một vị khách hàng ở Phú Thọ, thị xã Phú Thọ. Và đây trên hình quý vị, đây là toàn phần một bộ tràng kỷ, đây gồm có 3 món, hai chiếc trường, một bàn và một đôn đầu bàn. Vâng, hàng siêu vip luôn, bác đạt người chân là 12 chỉ, mặt dày là 2,4, vai dày 9 và rộng 13 phân, huỳnh đục tứ quý, tùng trúc cúc mai. Vâng. Còn bên kia là đối cảnh là lê la đào liễu. Vâng, ván mặt và liền một tấm, hàng chọn vân đẹp. Đây, ván mặt chiếc liền tấm chọn vân đẹp, siêu vip. Chân bàn 10 chỉ, rất là khủng. Còn một chiếc sập này nữa là của vị khách hàng ở Đoan Hùng. Và bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị bốc xếp hai sản phẩm đi Đoan Hùng và thị xã Phú Thọ đây. Số mình số mấy bác nhỉ? Đây là số khu 4, xã Đỗ Sơn. Khu Đỗ Sơn 4 nhà bác. Bác tên là gì nhỉ? Lâm Tiến. Và nhà bác Lâm Tiến ở khu 4 xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Và em đồ gỗ Tùng Tám đang về tại nhà bác để bàn giao cho bác một bộ trường kỷ hàng khủng, dày khủng luôn. Và bộ này bữa trước tôi đã giới thiệu trên clip trước các bác xem rồi, và hôm nay đã hoàn thiện và giao tại nhà cho bác ở tại khu 4 xã Đỗ Sơn này. Vâng, thì cách đây 2 năm em đã giao cho nhà bác cái sập mà bằng gỗ vàng tâm đây rồi. Sập gỗ ngũ đục ngũ phúc kích thước 1m8 2m2 bằng gỗ vàng tâm. Vâng, thì lần này lần thứ hai trở lại cho nhà bác Lâm để giao cho bác bộ trường kỷ bằng gỗ lim hàng đại này, hàng khủng luôn đấy. Vâng, cái bộ này có kích thước là dài 2m17 bằng được, mà em chọn gỗ lựa gỗ là rất đẹp, gỗ mặt là liền một tấm dày 2/4, chân là 12 chỉ, vai là kích thước dày 9x13, hoàn toàn là rẻ, rất là rẻ, đẹp. Vâng. Thì lúc trước bác đã sang tại cơ sở để bác xem mộc, và bác đã ký duyệt phần mộc rồi, và hôm nay là đã sang hoàn thiện xong rồi, đã xong bàn giao cho nhà bác. Nào bác cho em xin ý kiến có đạt tiêu chuẩn như ý của bác không ạ? Thôi, chưa là có vấn đề gì đâu. Vâng, đây à. Thế mà, cho cảm ơn bác nhé. Lần thứ hai bác tin tưởng là sang tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám để sắm đồ. Vâng, thì đồ năm mới của Dương Lịch thì bác cho xin chúc bác và toàn thể gia đình mạnh khỏe nhé. Vâng, làm ăn gặp nhiều may mắn. Vâng, đây. Cách đây 2 năm là đã bàn giao cho bác chiếc sập bằng gỗ vàng tâm ngũ phúc. Ngũ phúc tùng lộc, màu rất là sáng đẹp. Đây là cái kia mấy cái này là hôm nay sơn nó đồng màu đấy bác nhỉ. Đấy, cùng gam màu nó đấy. Cái bàn thờ ấn thế rất là đẹp.